Xin chào các bạn đã đến với channel ngày hôm nay Nơi mà các bạn hay nhận được nhiều tài liệu và tin tức liên quan tới tiền kỹ thuật số Như thường lệ đây chỉ bị mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ một lần nữa nhìn vào thị trường Và trước khi mà bắt đầu các bạn hãy nhấn nút thích Hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những tin mới nhất Và hãy chia sẻ video này để các bạn khác có kiếm được tài liệu này dễ dàng hơn Thì chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu như thường lệ nhìn vào thị trường Nhìn vào coin market cap mình thấy được là ngày hôm nay Thị trường cũng lên xuống nhưng mà không đáng kể Nhất là những đồng lớn các bạn đã thấy được là đồng Bitcoin xuống 2% Giá vẫn giữ là khoảng 9.200 đô Ethereum vẫn giữ giá là khoảng 750 đô la xuống chỉ có 1% ngày hôm nay. Ripple thì cũng xuống cỡ như là 3%. Những đồng khác như là Bitcoin Cash hay là Litecoin các bạn đã thấy được là xuống khoảng chừng 4%. Cardano xuống 3%. Stellar xuống khoảng chừng là gần 3% cũng tương đương như Cardano. Và một đồng khác nữa là đồng EOS thì coi như là cũng dậm chân tại chỗ so với giá trị ngày hôm qua. IOTA hôm nay là lên nhiều nhất, lên 6% và đồng Tron lên chỉ có 1% Chúng ta đã thấy được là đồng Tron và đồng NEO vẫn đang đấu với nhau để coi coi ai có thể là được nằm ở trong cái top 10 này Và chúng ta thấy là giá trị hai đồng này thì cũng tương đương với nhau Đồng Tron là khoảng 5 tỷ tư và đồng NEO là khoảng 5 tỷ hiện bây giờ Chúng ta nhìn vào thì vốn hóa của thị trường thật sự là không bị khác biệt so với ngày hôm qua Vẫn là khoảng 430 tỷ hiện bây giờ Thì chúng ta nhìn vào thì phần trăm của đồng Bitcoin là khoảng 36,2% thì cũng tương đương như ngày hôm qua những cái mà các bạn đã thấy được là ngày hôm qua thị trường đã dao động rất nhiều liên quan tới cái tin của đồng Ethereum và cái cuộc họp của ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ nhưng mà sau đó là cái tin tức này đã đưa ra là chúng ta vẫn còn chưa có thể nào xác nhận được tại đó là một cuộc họp có thật hay là không có thật nhưng mà thị trường đã phục hồi là rất nhiều sau khi đã đi xuống khá nhiều trong thời điểm đó thì một điều mà Thường cảm thấy là thị trường đang trong chờ Đó là liên quan tới cái hội nghị lớn Xảy ra tuần sau Đó chính là hội nghị Consensus Để các bạn thấy được ở trên màn hình Thường đã nói sơ sơ về cái hội nghị này Trong một cái video trước đây Thì những bạn nào mà không rành Thì thường sẽ link cái video đó Ở phía sau lưng của video này Các bạn hãy coi tới khúc cuối Để mà nhận được link của video đó Thì khi nào mà tới gần hội nghị này Có nghĩa là trong vòng vài ngày tới đây Khi mình có thêm tin tức Thường sẽ chia sẻ với các bạn Nhưng mà một điều các bạn cần biết là đây là một cái hội nghị mà lớn nhất liên quan đến tiền kỹ thuật số hàng năm từ trước tới giờ hội nghị này sẽ được diễn ra ở New York và các bạn thấy là từ ngày 14 tây tới 16 tây hàng năm thì đây là các nơi mà các đồng họ đang trông chờ để mà tới đây để có thể là chia sẻ những cái đối tác mới có thể là chia sẻ những cái phát triển mới hay là những cái sản phẩm mới và đây có thể kích hoạt cái sự tăng trưởng nhiều năm vừa qua, đặc biệt là năm 2017 thì mọi người đều hy vọng là sau khi đại hội này diễn ra sẽ có một cái sự chuyển đổi ở trong thị trường, sẽ có nhiều đối tác mới hơn và có nhiều sự phát triển mới thúc đẩy cả thị trường này tiếp tục tăng từ đây cho đến cuối năm cho nên bất kỳ ai trong thị trường này đều đang trông chờ kết quả của hội nghị này hiện bây giờ thì thường cũng đã nói là khi nào tới gần tới hội nghị này tôi sẽ chia sẻ thêm một số tài liệu và tin tức là đương, và đương nhiên là trong thời điểm tuần sau khi mà hội nghị này xảy ra tôi sẽ chia sẻ tin tức với các bạn. Một điều mà các bạn nên nhớ là bình thường thì những đồng như Ethereum thì sẽ tham gia vào hội này nhưng mà chắc các bạn cũng đã biết là đồng Ethereum và đồng Cardano đã có một số vấn đề liên quan tới cái trang web CoinDesk như bạn nào mà không rành thì trang web CoinDesk đã viết một số bài viết nói về đồng Ethereum nhất là cái lúc mà đồng Ethereum đang bầu phiếu để coi coi đồng Ethereum có phải hard fork để mà giải quyết những cái số tiền mà bị đóng băng ở trong cái ví điện tử PayPal thì hay là không thì Vitalik Buterin đã chỉ trích Coindesk là viết những bài viết không đúng sự thật và đã gây rất nhiều lo ngại ở trong thị trường và đồng Cardano cũng tương tự cho nên đại diện của hai đồng đó sẽ không có đi tham dự cái buổi đại hội nghị consensus này thì chúng ta hãy chờ để xem coi kết quả của cái hội nghị này sẽ ra sao nhưng mà đây là một hội nghị mà nhiều người đang rất phấn khởi tại vì họ tin tưởng là một hội nghị có thể đem tới cái sự chuyển biến tốt cho thị trường này từ đây cho đến cuối năm thì chúng ta nhìn vào biểu đồ thì các bạn đã thấy là thật sự nói chúng ta cũng không cần phải nói nhiều các bạn đã thấy được là chúng ta đang nhìn à, biểu đồ của đồng Bitcoin trên sàn Coinbase đây là nến ngày một người đến một ngày chúng thấy được là ngày hôm qua à, thì chúng ta nói về thị trường thì cái giá thấp nhất là khoảng 9.057 đô nhưng mà chúng ta thấy được là hiện bây giờ là cái 9.000 đô này vẫn là một vùng mà hỗ trợ khá chắc chắn cho Bitcoin và đương nhiên là cái tường cản trở thì vẫn như cũ vẫn là 10.000 đô và chúng ta muốn thấy được là sau khi qua khỏi 10.000 đô cái 10.000 đô này có thể trở thành một cái vùng hỗ trợ cho đồng Bitcoin để tiếp tục đi lên và phải phá được cái đường màu đỏ chúng ta thấy trên màn hình đó chính là cái giá trị giao dịch trung bình của đồng Bitcoin trong vòng 200 ngọn nến vừa qua là bây giờ là khoảng 10.159 đô la chúng ta phải phá được cái đường này và lý do tại sao các bạn cũng đã biết là tại, tại vì phần đông lịch sử của đồng bitcoin là giao dịch để cho các bạn thấy được nằm phía trên cái đường màu đỏ này và đây cũng là một cái đường mà dẫn dắt cái sự tăng trưởng của đồng bitcoin cho nên chúng ta muốn thấy được là bitcoin qua khỏi cái đường màu đỏ này và nếu như mà cái cái đường mà 9.000 đô không giữ chân đường đồng bitcoin thì một nơi mà nhiều người tin tưởng đó chính là cái đường màu vàng các bạn đã thấy tôi cũng đã nói tới đây chính là cái giá trị trung bình giao dịch của đồng bitcoin trong vòng 50 ngọn nến vừa qua và bây giờ giữ giá là khoảng 8.000 294 đô la đó có thể là một con vùng hỗ trợ nếu Bitcoin tiếp tục rơi xuống và chúng ta thấy được là thị trường hiện bây giờ là phần đông vẫn trông chờ vào phản ứng của đồng Bitcoin hiện bây giờ và vẫn trông chờ vào cái đại hội consensus thuận cùng đã nói tới cái đó nữa thì chúng ta hãy nói về một số tài liệu và tin tức lớn ngày hôm nay thì trước hết là chúng ta sẽ nói về tài liệu và tin tức liên quan tới sàn giao dịch chứng khoán của New York thì công ty công ty này được đưa ra đã đưa đã đưa ra một tin tức ngày hôm nay là công ty chủ của sở giao dịch chứng khoán New York đã có kế hoạch để mà tạo một cái sàn giao dịch cho phép các nhà đầu tư lớn mua và bán và dự trữ bitcoin theo một số email và tài liệu mà cái nhà báo New York Times đã nhận được ngày hôm nay thì có bốn người đã đưa ra cái tài liệu này và yêu cầu uh, ẩn danh tại vì kế hoạch này vẫn đang được bảo mật thì đây cũng là một tài liệu liên kết chúng ta đang nhận được là rất nhiều công ty lớn hiện bây giờ đã đã liên tục để mà đi vào thị trường này. Chúng ta cũng đã nói tới tuần vừa rồi là công ty Goldman Sachs, nhà băng Goldman Sachs, ngân hàng đó đã công khai với cái ý định là mở một cái đơn vị à, giao dịch Bitcoin. Thường cũng đã nói tới khá chi tiết về vấn đề này và đây có thể là ngân hàng đầu tiên của Wall Street hay là của phố Wall để mà đi vào thị trường này. Thì chúng ta biết là phần đông những cái ngân hàng ở trên Wall Street vẫn chưa có ý định để mà đi vào thị trường này và Goldman Sachs nếu như mà thành công thành lập cái đơn vị giao dịch Bitcoin thì đây có thể là dẫn tới cái sự ao ạt đổ vào thị trường này trong thời gian tới đây và đó rất là quan trọng để thường giải thích cho bạn biết một lát nữa là lý do tại sao thì chúng ta biết là Goldman Sachs và công ty chủ của sàn giao dịch chứng khoán à New York đó chính là công ty International Exchange hay còn gọi là ICE thì cái công ty chủ này họ sẽ bắt đầu để mà thay đổi một cái cái cuộc thay đổi mới cho tiền kỹ thuật số tại vì đây sẽ là một cái cách mà thúc đẩy tiền kỹ thuật số vào thị trường tài chính truyền thống chúng ta đã biết là trong vòng mấy năm vừa qua thì sàn giao dịch tiền kỹ thuật số thì có rất nhiều nhưng mà đây là những cái sàn mà chúng ta thấy là chỉ dành cho giao dịch tiền kỹ thuật số và từ trước tới giờ là phần đông những người mà giao dịch truyền thống họ không có công nhận tiền kỹ thuật số như là một tài sản có thể giao dịch như là cổ phiếu hay là trái phiếu hay là bất động sản chẳng hạn nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là nếu như mà cái Sở giao dịch chứng khoán của New York có thể đưa Bitcoin lên sàn của họ và có thể cho khách hàng giao dịch Bitcoin ngay trên sàn thì đây có thể là một cái điều chứng nhận được Bitcoin đã trở thành một công cụ tài chính chính thức. Thì cái thông tin về cái tin này hiện bây giờ là vẫn là một cái thông tin mà dự án có nghĩa là từ đây tới đó họ vẫn có thể là không thực hành hay là không thành công, nhưng mà đây là một cái tin thường cảm thấy là khá tốt. Còn về cái vấn đề liên quan tới ngân hàng Goldman Sachs hôm mới vừa nói tới thì ban đầu khi mà họ mở một cái bộ giao dịch Bitcoin thì họ sẽ cho khách hàng của họ giao dịch hợp đồng tương lai. Như chúng ta đã biết là một số sàn như là sàn CME hay là CBOE đã đang giao dịch. Nhưng mà giám đốc điều hành của Goldman Sachs, một số giám đốc họ đã cho biết ý kiến là khi mà họ xem xét được cái việc mà giao dịch và lợi nhuận một số việc khác thì họ có thể là chuyển hướng để mà cho phép những khách hàng của họ bán và mua bitcoin trực tiếp và đó là điều mà rất quan trọng đối với chúng ta. Một số công ty lớn chúng ta đã biết tới như là công ty SoftBank như mà nào mà không rành thì công ty SoftBank này đầu tư rất nhiều vào những công ty như là công ty à, điện thoại Sprint hay là công ty Uber chúng ta đã biết và họ cũng đang thảo luận về cái vấn đề là có nên tham gia mở một sàn giao dịch tiền cư thuật số hay là không thì thường cũng đã nói tới Mỹ đã có hai sàn là CME và CBOE hiện bây giờ là đang giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Tự đương, đương nhiên là hợp đồng giao dịch tương lai của Bitcoin sẽ không có giao dịch Bitcoin nhưng mà chỉ thông qua những cái hợp đồng chứ không phải là giao dịch Bitcoin chính thống nhưng mà cũng có một số ảnh hưởng. Thường đã làm một cái video cũng khá chi tiết nói về cái sự ảnh hưởng của hợp đồng tương lai Bitcoin với giá trị Bitcoin hiện bây giờ và một số công ty khác như là công ty Ledger X cũng đã có cái loại hợp đồng tương lai này thì để hơn giải thích thêm là đây có phải là chuyện tốt hay là không thì thường nghĩ là cũng tùy người. Có một số người họ không thích những những cái ngân hàng hay là họ không thích những công ty lớn gia nhập vào thị trường này tại vì thứ nhất là đã đi ngược lại với cái tiêu chí ban đầu của tiền kiều được số, đó chính là không liên kết với nhà băng và không cần liên kết với các công ty lớn là giao dịch giữa người với người. Và nhiều người đã nghĩ là khi mà những công ty lớn những ngân hàng lớn gia nhập vào thị trường này họ sẽ quấy rối giá cả rất là cao nhiều người đã đưa ra bài viết chứng minh là giá trị của đồng Bitcoin đi xuống trong thời gian 3 tháng vừa vừa qua là liên quan trực tiếp với cái cái khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái hợp đồng tương lai giao dịch Bitcoin cho sàn CME thì đã có một cái bài viết rất chi tiết liên quan tới vấn đề này thì đối với Thuận thì thực sự mà nói là mọi người nghĩ sao về cái vấn đề những công ty lớn những ngân hàng lớn gia nhập vào thị trường này không quan trọng Tại vì một điều mà các bạn cần biết là thị trường này tuy là một thị trường nhỏ nhưng mà lợi nhuận rất là lớn. Chứng minh cho bạn thấy được là sàn Binance họ đã đưa ra một cái thông tin là 3 tháng đầu năm nay cái thu nhập của họ đã còn hơn một nhà băng lớn như là Deutsche Bank trong thời gian 3 tháng vừa qua trong khi mà sàn Binance là một sàn vô cùng nhỏ họ có rất là ít nhân viên và hoạt động cũng rất là nhỏ còn những ngân hàng như Deutsche Bank là một nhà băng rất là lớn ra đời lâu năm và có rất nhiều nhân viên nhưng mà cũng không có đạt được lợi nhuận như là sàn Binance và chúng ta cũng đã nhận được tin là năm vừa rồi năm 2017 là Coinbase thu nhập được cả tỷ đô la thì nếu như mà các bạn là những tập đoàn lớn những ngân hàng lớn nhìn vào thị trường này thì các bạn đương nhiên sẽ không đứng yên tại vì khi mà thấy lợi nhuận quá lớn đó là lý do tại sao mà dạo này các bạn thấy được là rất ít những cái tin là mà những ngân hàng nói xấu về tiền kỹ thuật số trước đây vài tháng các bạn đã thấy là hầu như là tuần nào cũng một ngân hàng nào đó, một giám đốc nào đó nói xấu về tiền kỹ thuật số trong thời gian đó. Nhưng mà dạo này chúng ta thấy là phần đông các ngân hàng đều đã bắt đầu để mà nói tốt về tiền kỹ thuật số tại vì họ đã thấy được cái lợi nhuận. Và các bạn nên nhớ là những những tập đoàn lớn, những công ty lớn, những ngân hàng lớn họ sinh ra là để kiếm lời và họ không gì tiền kỹ thuật số mà họ không chấp nhận mà không kiếm lời được. Họ nhất định sẽ gia nhập vào thị trường này và đó là một điều mà cần thiết và đây là cũng là một điều rất cần thiết đối với thị trường này tại vì theo nhiều thống kê các bạn đã thấy được là hiện bây giờ là khoảng 5% của thế giới là giao dịch tiền kỹ thuật số cái số đó quá nhỏ nếu như các bạn muốn đạt được cái sự tăng trưởng như thị trường này trở thành mấy mươi à, mấy chục nghìn tỷ chẳng hạn hay là trở thành một thị trường lớn giá trị đồng các bạn đang sử dụng có thể tăng lên gấp 10 lần gấp 100 lần lúc mà Bitcoin có thể đạt tới giá là 100.000 chẳng hạn hay là tìm đạt tới giá là 5.000 ngàn, 10.000 ngàn đô chẳng hạn thì các bạn phải cần 95 phần trăm còn lại gia gia, 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 nhập vào thị trường này và cái sự thúc đẩy đó sẽ không không có phải là đi tới từ chúng ta không phải là thụ hay các bạn có thể nói với các bạn bè để mà tham gia vào thị trường này cái 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 sức thúc đẩy đó sẽ không có đủ cái sức thúc đẩy mà các bạn cần là những công ty lớn những ngân hàng lớn cho phép những cái người mà sử dụng ngân hàng của họ, những khách hàng của họ hiện tại để mà vào thị trường này thì sẽ dễ dàng hơn. Tại vì có một số người họ không vào thị trường này vì rất nhiều lý do. Lý do thứ nhất là có thể là liên quan tới là họ cảm thấy là quá khó hiểu, họ không hiểu về blockchain. Lý do thứ nhì là họ không muốn mở thêm chương mục, mở thêm tài liệu và lý do thứ ba có thể là họ không có biết cách làm sao để mà bảo quản tiền kỹ thuật số và một số lý do khác. Cho nên những cái ngân hàng này, những cái công ty lớn này, những sàn giao dịch này khi mà họ mở cửa để mà chấp nhận cho những người mà đầu tư của họ gia nhập vào thị trường này thì lúc đó thì người ta có thể là nhìn vào và an tâm hơn như là các bạn biết là một người mà không có biết về thị trường này nhìn vào những sàn như là Binance họ sẽ không tin tưởng tại vì họ không biết là sàn Binance này hoạt động như thế nào lợi như bị hack thì ra sao quyền lợi họ bảo vệ như thế nào nhưng mà khi mà họ nhìn vào những cái sàn lớn thì họ sẽ nhìn là nếu như mà Bitcoin chấp nhận giao dịch ở trên sàn New York thì sẽ khác rất nhiều cho nên chúng ta cần những công ty này mở cửa để cho những người mới có thể tham gia vào và thích hay không thích thì họ sẽ nhất định gia nhập vào thị trường này Tuy nhiên là các công ty lớn đã dần dần chấp nhận thị trường này nhưng mà cũng còn có một số người vẫn tiếp tục để mà công khai tấn công thị trường này Chúng ta sẽ nói về một số tài liệu liên quan tới Warren Buffett, tới Bill Gates hay là Charlie Munger một lát nữa Tại vì đã có rất nhiều lời phát biểu trong vòng mấy ngày vừa qua từ ba người này liên quan tới Bitcoin và tiền kỹ thuật số. Tiếp tục nói về một tài liệu khác ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về tài liệu liên quan tới tổng giám đốc điều hành của sàn Binance thì chúng ta hãy chờ bài viết này đây là một bài viết mà được viết ra từ tổng giám đốc điều hành của sàn Binance thì nói về ICO thì bài viết này chủ yếu là nói về là cái vấn đề liên quan tới những công ty khởi nghiệp phải tốn rất nhiều công sức đi thuyết phục những cái người mà đầu tư mạo hiểm để có thể là được vốn để họ có thể làm tiếp tục phát triển dự án của họ, phát triển công ty khởi nghiệp của họ và có thể là họ tốn nhiều thời gian, tốn nhiều công sức mà chỉ có thể là quyên góp được khoảng chừng 150 000 đô la. Nhưng mà tổng giám đốc điều hành của sàn Binance sẽ nói là một một cách khác là có thể lựa chọn viết một cái white paper, một cái tài liệu chính về dự án này là một cái ICO thì có thể kêu gọi được 20 triệu đô la chỉ trong vòng có 10 ngày thì đây là một cách đơn giản hơn và dễ dàng hơn thì có lợi cho rất nhiều người thứ nhất là người đầu tư thì người đầu tư bây giờ là rất khó để mà đầu tư vào những công ty khởi nghiệp giống như là các bạn muốn đầu tư vào những công ty khởi nghiệp thì các bạn phải có vốn rất là lớn phải quan biết nhiều chứ nếu không thì các bạn đâu có biết đi đâu để mà kiếm những công ty khởi nghiệp này và họ cũng không có cách nào để mà đi tới để mà kiếm bạn và khi mà các bạn kiếm được thì các bạn muốn đầu tư số nhiều do xin các bạn cảm thấy dự án này quá tốt các bạn muốn đưa cho họ giả sử là 100.000 đô, 200.000 đô, thậm chí là một triệu đô la thì nhiều công ty khởi nghiệp họ cũng không thể nào mà chấp nhận cái số tiền này khi mà họ rất cần số tiền này lý do là tại vì họ đã có những nhà đầu tư khác và họ đã có những cái như là bị ràng buộc cho nên họ sẽ không chấp nhận được những số tiền lớn đó là lý do thứ nhì nữa là các bạn thấy là ICO thì rất là đơn giản hơn với các dự án tại vì các dự án có thể là tạo một cái ICO có thể kêu gọi vốn toàn cầu cho nên các bạn thấy được là dễ dàng hơn và tuy nhiên một trong những điều mà chỉ trích thì bây giờ là các dự án ICO là phần đông có rất nhiều dự án lừa đảo thì một số vấn đề thường muốn nói tới với các bạn ngày hôm nay và đây cũng là lý do tại sao mình thường đăng cái bài viết ở trên Facebook ngày hôm nay thì trước khi chúng ta nói về cái bài viết này thì các bạn nên nhớ là thường đã trình bày là ở trên cái thế giới đầu tư tài chính bây giờ thì vẫn có những dự án lừa đảo khi mà được bảo vệ chặt chẽ bởi ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ dự án lừa đảo vẫn xảy ra các bạn đã đã thấy thường đưa ra một số như là công ty Enron trước đây đó là một cái công ty lừa đảo và cuối cùng đã bị sập hay là cái vụ liên quan tới là Uh, Bernard Madoff đã lừa đảo rất nhiều tiền của người Mỹ. Chúng ta thấy là có vô số vụ và đương nhiên là năm 1000, à, năm 2007 2008 mới đây cái vụ khủng hoảng tài chính liên quan tới bất động sản các bạn cũng đã biết tới. Cho nên thị trường mà quản lý gắt gao vẫn có thể xảy ra những vụ lừa đảo. Và chúng ta không thể nào mà chỉ vì vấn đề đó và đây đây cũng là đây cũng là những điều mà tổng giám đốc điều hành của sàn Binance muốn muốn chia sẻ là không thể nào mà nói là có nhiều dự án lừa đảo mà chúng ta không có công nhận những cái lợi của ICO hiện bây giờ thì thường đã viết cái bài viết này chủ yếu là để phản ảnh về cái vấn đề này thì thường đã viết là nếu như mà chúng ta từ bỏ e-commerce hay là thương mại điện tử cách đây 10 năm thì các vì các hành vi như là trộm danh tính hay là gian lận thẻ tín dụng thì thế giới ngày hôm nay sẽ ra sao và cũng cùng một cái cách suy nghĩ đó nếu chúng ta từ bỏ tiền kỹ thuật số vì các dự án lừa đảo và các khó khăn của thị trường này hiện tại như là làm sao để tránh những cái vụ mà hacker tấn công sàn chẳng hạn thì thế giới ngày mai sẽ ra sao thì đây là điều mà các bạn cần phải suy nghĩ tới chúng ta không thể nào mà vì một phần xấu nào đó mà không công nhận tiền kỹ thuật số hay là không công nhận ICO hiện bây giờ và đây đương nhiên là cách suy nghĩ của tổng giám điều hành của sàn Binance và nhiều điều đã nói về vấn đề này nhưng mà cái bài viết này được nhiều người quan tâm tới tại vì sàn Binance là một sàn lớn nhất hiện bây giờ liên quan đến tới tiền kỹ thuật số các bạn biết là họ liên tục đứng vào cái top 3 thì tùy ngày tùy theo giao dịch nhưng mà họ lúc nào cũng là đứng trong top 3 hiện bây giờ thì điều mà các bạn cần biết ở đây là tại sao mà tổng giám đốc điều hành của sàn Binance lại viết cái bài viết này để mà nói tốt về ICO thì một là có thể là ông ta rất tin tưởng vào thị trường ICO và cái đó thì họ nghĩ là, là, là đương nhiên là để lót đường sau này tại vì họ nghĩ là sau này công ty binance là có thể thầu và bán ico trực tiếp trên sàn của họ thì bây giờ là ico các bạn đã thấy là các bạn phải mua bằng cách là kyc vào những cái ico khác nhau và sau khi kyc rồi các bạn phải chờ ngày bán và các bạn phải gửi tiền vào cái ví đó và chờ gửi token vào và có rất nhiều rắc rối trong quá trình này nhưng mà nếu như các bạn có thể dễ dàng đầu tư vào ico bằng cách là đăng nhập vào sàn binance rồi dùng cái tiền có sẵn trên xe Binance để mà mua thì sẽ dễ dàng hơn không cần phải nạp tiền vào cái ví nào đó hay là có thể sử dụng tiền trực tiếp từ sàn để mà mua thì dễ dàng hơn và tôi nghĩ là đây là một điều mà có thể đem tới rất nhiều lợi nhuận cho sàn Binance sau này và trong cái lộ trình của họ thường trình bài trước đây cũng đã nói về cái vấn đề này và đây cũng là một điều mà có thể là thúc đẩy thị trường ICO rất là mạnh trong thời gian tới đây và làm cho những người mà đầu tư như chúng ta dễ dàng hơn đó là điều mà tôi nghĩ là lý do tại sao mà ông ta lại viết cái bài viết này. Và còn về những cái quỹ đầu tư mạo hiểm thì hiện bây giờ là phần đông những đầu tư mạo hiểm hiện bây giờ là họ cũng đã bắt đầu đầu tư vào ICO họ không có còn đầu tư vào những công ty khởi nghiệp à, trước đây nữa. Thì đó là điều mà chúng ta cần biết cái sự mà thay đổi lớn là cái cách mà những công ty khởi nghiệp kêu gọi vốn bây giờ đã bắt đầu có sự thay đổi rất nhiều. Và tôi nghĩ là đây là một cái sự thay đổi mà sẽ tiếp tục để mà diễn ra sau này. Cái đó thì tôi muốn nói về um, chúng ta không cần phải dùng quá nhiều thời gian nhưng mà tôi muốn nói về một số tài liệu liên quan tới những cái lời mà phát biểu gần đây của những người như là Bill Gates hay là Charlie Munger hay là những người như là Warren Buffett thì điều các bạn cần biết là trên mạng các bạn Bill Gates các bạn đã biết. Cái đó là Warren Buffett và cái đó là Charlie Munger thì thường sẽ nói từ người từng người một. Trước hết, chúng ta hãy nói về Bill Gates. Thì Bill Gates những lời mà các bạn không đã biết là gần đây chúng ta nhận được rất nhiều lời chơi bài từ cả ba người Và Bill Gates là người mà đồng sáng lập cho Microsoft trước đây Và là người mà rất giàu Thường đứng là top 3 giàu nhất thế giới hiện bây giờ tùy theo năm Và một điều chúng ta có thể là không biết Bill Gates là một hội viên hội đồng quản trị của công ty Berkshire Hathaway Chính là công ty của Warren Buffett và Charlie Munger Warren Buffett là chủ tịch, Charlie Munger là phó chủ tịch của công ty Berkshire Hathaway hiện bây giờ cả ba người này đều có quan hệ với nhau và chúng ta cũng biết là lời phát biểu của Bill Gates nói là Bitcoin không tạo được bất cứ lợi nhuận nào có nghĩa là các bạn giữ Bitcoin Bitcoin không thể nào mà hàng tháng chia lợi nhuận cho các bạn tại vì đó không phải là một công ty cho nên cái khả năng mà tăng giá trị là có thể là không có và nếu như ông ta có thể là bán bán khống hay là short nghĩa là mượn Bitcoin để mà bán thì ông ta sẽ nhất định làm như vậy thì điều mà nhiều người Mắc cười là hiện bây giờ là có thể là Bill Gates Không có biết là bây giờ nếu như mà Bill Gates muốn short Bitcoin Muốn bán khống Bitcoin thì rất là dễ à, Có rất nhiều sàn giao dịch thì bây giờ như là sàn BitMEX chẳng hạn Thì người ta có thể là short hàng ngày hay là có thể bán hợp đồng tương lai của Bitcoin Và nếu như mà ông ta thực sự tin là giá Bitcoin sẽ đi xuống Thì hoàn toàn có thể short Bitcoin Kế đó nữa là lời phát biểu Liên quan tới... Uh, chúng ta hãy nói về Charlie Munger thì Charlie Munger là một tỷ phú khác là phó chủ tịch của công ty Berkshire Hathaway thằng cũng vừa mới nói tới đó là công ty của Warren Buffett thì nói là Bitcoin là không có giá trị xã hội là một điều ngu xuẩn và giao dịch Bitcoin là không có lương tâm như là giao dịch bộ não em bé thì Ông ta lại tiếp tục nói là những ai mà thúc đẩy thị trường này, thúc đẩy Bitcoin là những người không có lương tâm, có nghĩa là những người như Thuận hay là các bạn hiện bây giờ. Thì điều mà các bạn cần biết là thường những cái chỉ trích về Bitcoin là những cái mà các bạn thường hay nghe nói là bitcoin không phải là đầu tư, bitcoin là cờ bạc hay là bitcoin giá quá dao động, cho nên không thể nào mà trở thành một cái phương tiện để mà thanh toán được, hay là nhiều người có thể đưa ra những lời nói như là bitcoin chỉ sử dụng trong những việc như là phạm à, phạm pháp hay là để mà giúp đỡ khung bố chẳng hạn, hay là những cái điều đó. Nhưng mà tất cả những cái điều đó chúng ta đều có thể đưa ra những cái dẫn chứng để mà đáp lại với những cái lời chỉ trích vô căn cứ này thường cũng đã đưa ra rất là nhiều lời đáp à, trong thời gian gần đây ở trên channel và ở trên facebook thì các bạn cũng đã biết những lời những lời đáp lại đó nhưng mà nếu như mà chỉ trích bitcoin là không có lương tâm giao dịch bitcoin là không có lương tâm hay là như là giao dịch bộ não em bé thì thường cũng không biết là phải giải đáp làm sao thường cảm thấy là họ hình như đã hết lời để mà nói về thị trường này Cho nên bây giờ là chỉ đưa ra những cái lời nói mà thường cảm thấy là chúng ta không cần phải đáp lại Tại vì thực sự là không có ý nghĩa gì Cái đó nữa là Warren Buffett Thì Warren Buffett cũng giống như là Bill Gates là một, mà một tỷ phú mà thường đứng top 3 của thế giới hiện bây giờ Và công ty của ông ta là công ty Berkshire Hathaway Thường đã nói tới giống như là hai người trước đây Thì ông ta so sánh Bitcoin như là một liều thuốc độc để mà giết chuột thì cái mà Thuận muốn nói với các bạn ngày hôm nay là trước hết là cả ba người đều quen biết với nhau nhiều năm, họ là bạn bè nhiều năm. Kế đó nữa là cả ba người này, đừng về các mình thấy được là cái ba người này đều liên quan tới công ty Berkshire Hathaway, không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Và cả ba người đều rất là thành công và là tỷ phú giàu có của thế giới hiện bây giờ. Và các bạn có thể học được rất nhiều điều từ ba người này, thu học rất nhiều từ ba người này, những cách như là làm sao để bỏ về vốn, đánh giá công ty, đánh giá thu nhập chẳng hạn. Nhưng mà một điều mà các bạn không thể nào mà học được từ ba người này là cách làm sao để mà đầu tư mạo hiểm có kết quả. Vì cả ba người này họ không có tham gia vào đầu tư mạo hiểm. Cái ba người này là chỉ thích mua những cái công ty đã có sẵn và có lợi nhuận hàng tháng. Họ mới thích mua, còn những cái việc đầu tư mà công ty khởi nghiệp hay là đầu tư mạo hiểm họ không có tham gia vào. Và trước đây thì bây giờ là không họ không có hiểu về tiền kỹ thuật số cũng như là trước đây khi mà những công ty như là Amazon, Google hay Facebook mà mới ra đời là họ không có hiểu những công ty này họ không hiểu công nghệ cho nên là họ không có tham gia vào Amazon, Google hay là Facebook thì cũng tương tự như vậy bây giờ họ không hiểu công nghệ liên quan tới Bitcoin chẳng hạn cho nên là họ không có tham gia vào nhưng mà các bạn đều biết là cả ba người đều là tỷ phú ở Mỹ hiện bây giờ cho nên họ nói tiền kỹ thuật số không có giá trị là một điều cũng rất bình thường tại vì họ chưa bị những việc như là Tình, tình cảnh như là bị lạm phát lớn chưa bị đóng băng tài khoản chẳng hạn hay là chưa bị tra hỏi khi mà sử dụng tiền hay là chuyển tiền hiện bây giờ cho nên họ cảm thấy là không có giá trị là rất là đơn giản nếu các bạn hỏi những người như là ở nước Zimbabwe hay là hay là những nước như là Venezuela đang bị lạm phát rất là cao thì họ sẽ nói các bạn biết là tiền kỹ số có giá trị vô cùng to lớn đối với họ hay là những nước như là Iran hay là một số nước khác mà bị những cái như là cấm vận giao dịch thì họ cảm thấy là tiền kỹ thuật số là một điều mà có thể là giải quyết được cái vấn đề tài chính cho họ là một điều rất là quan trọng trong đời sống của họ nhưng mà nếu chúng ta hỏi những tỷ phú mà sống ở Mỹ thì các bạn sẽ thấy là họ cảm thấy là không có giá trị là điều rất bình thường nhưng mà cái mà thịnh muốn nói với bạn là cả ba người thường đều học được rất nhiều điều uh, trong thời gian uh, của thượng mà tham gia vào thị trường tài chính này và thường cũng rất là ngưỡng mộ ba người này về cái học vấn của họ cũng như là kinh nghiệm của họ nhưng mà thường cũng không hiểu là tại sao mà nếu họ không thích thị trường này thì cũng là ý kiến cá nhân họ hoàn toàn có thể là không thích cái thị trường này tại vì thị trường này không phù hợp với họ về cái cách đầu tư của họ hay là cái cách mà suy nghĩ về đầu tư của họ nhưng mà họ cũng không cần phải lên TV cũng không cần phải lên những nhà báo để mà nói những cái lời vô căn cứ này đó là điều mà mà thường cảm thấy là không hiểu và kế đó nữa thì chúng ta đã biết là tiền kỹ số có gì có giá trị thật sự hay là không thì điều này chúng ta cũng không cần phải nói tới, tại vì các bạn cũng đã biết. Nhưng mà nào mà theo dõi chương trình YouTube này cũng đã hiểu là thị trường thị trường này và tiền kỹ thuật số là có giá trị như thế nào trong đời sống sau này. thì đây là những điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. hy vọng các bạn nhận được nhiều tài liệu đáng giá trong video này và thùng sẽ gặp lại các bạn vào video ngày mai. tạm biệt các bạn. cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với thuận capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới của video này tạm biệt các bạn